Lâu chào các bạn. Đấy, bây giờ hiện tại là đang làm cái bánh các bạn ạ. Cái bánh 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 nó có màu màu vàng đó, màu vàng như cái nước này này. Bánh theo theo chỗ tôi gọi là bánh đắng ấy các bạn ạ, người Tây gọi là bánh đắng đó. Đó, bánh gì mẹ? Bánh giò. Đây là những cái lá toàn ở rừng các bạn ạ, hái rừng về. Lá này hái rừng về to mù, tóc mù mẹ nhỉ, tóc mù đấy. Hay đừng về xong rồi rửa sạch, xong rồi là luộc luộc cái lá lên đấy, cho nó vàng vàng cái này đấy, luộc đã luộc xong nha. Đấy, cái nước nước này là để ngâm với gạo cho nó thành màu vàng đấy, cái nước này ấy. Đấy, thế nha. Còn đây là đang làm cái lạc, và nối cái lạc vào dài để mình lúc mình buộc vậy là gói cái bánh ấy đó. Rồi còn một cái lá, lá gì nhỉ, cái lá tong chinh là cái lá rong nha các bạn, lá rong để gói nữa. Toàn là những cái ở nhà có lá lá trong rừng hết ạ. Ngâm các bạn ạ, tiến hành ngâm ngâm sau đó thì chúng ta sẽ đun nha, đun 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 về tiến hành ngâm, chưa chưa cho lửa nha, đây chưa cho lửa, đây ngâm khoảng tầm nửa tiếng này bạn, cho nước ngấm vào đây, sau đó mình mới bắt đầu đun đun lửa nha. Ok, chào các bạn, bây giờ tôi tiến hành nhóm bếp nha, nhóm bếp xong rồi đun bánh nha. Cháy rồi, còn lấy nước thì xuống nữa mẹ, nào nào nó vậy hả? Nằm, vậy nó bắt đầu à? Ôi, cả đây, ôi, nọ chân. Lúc lúc mới xài giỏi vô. Lấy nước xuống nữa. Nước xuống đây. Ngâm đầy đầy cái bánh được rồi. Đấy, đỏ, hôm nay thì ngâm thì không cần. Thôi, ôi, cứ chơi châm lửa đều đều quá đấy không? Cho lửa đều đều. Đó. Thank you.
là cái nồi bánh đã đun được khoảng hơn tiếng các mẹ nhỉ. Hơn một tiếng rồi đấy, khói này nghi ngút rồi nè. Hiện tại là 9:44, là 10:15 các bạn ạ. Đấy, bánh đã xong và bây giờ sẽ lấy bánh ra. Đi còn khá. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức luôn nha, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha. Cái này nào vừa mấy cái nào nào cái nào 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 tóc nhục cái tóc này đầu tiên đi lên là phải cúng cụ trước các bạn nha. Đấy, không được ăn trước rồi nha, không được ăn trước các cụ nha, lên cúng cụ trước. Đấy, lên đi cúng cụ trước nha. Đây là chai mật ong rừng để chấm mấy cái bánh này. Đó, rất là hợp luôn. Mở ra. Rất là thơm luôn. Đóng đừng nha. Đây, cho ra bát. Tối nay sâu răng nha. Chú đang cũng phải ăn. Đây chính là bao quả bánh nha. Để chai này ra ngoài thì vướng và đổ đi mất ăn. Đây, bọc bánh nha. Bọc bánh này. Rồi, bọc bánh nha. Ui nóng quá. Đấy, khói bánh nghi ngút rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Chúng ta thì nó có màu vàng vàng ngay này, thấy chưa? Đó. Vì mình đã tẩm cái giò ngâm cái giò ấy nên là nó sẽ chuyển thành màu vàng cái này, không thì cái gạo này là màu trắng nha. Đây. Tôi lười từ giờ rửa tay tôi cầm đũa. Đây. Ăn luôn. Ăn được, ăn luôn. Đó, ngon chưa? Úi xời, úi xời. Bây giờ mấy cái ngã nào chạm hết bên này đưa. Một tay cầm khó lắm ạ. Rồi. Rồi. Đấy.
ngon, hai miếng ngon rồi. Có máy gì không? Tổng làm các bạn nha. Không bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Mánh rất ngon nha, rất là ngon luôn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Đây là mật ong rừng nha. Mật ong rừng. Mật ong rừng chính hãng luôn nha. Gọi là chính hãng mật ong rừng. Một chai luôn. Đấy. Một chai mật ong rừng. Đấy. Mật ong rừng ấy, chính hãng luôn, chính gốc luôn nha. Nguyên gốc mật ong rừng. Đấy. Ok. Chào các bạn nha.